homie, tao đang ngồi bên đi trường. Ôi mà quốc gia giàu và nghèo trên mọi dân lộ và lãnh thổ. Những lo toan mà ta không hề muốn có bất cứ hành động dây vào. Lúc này cuộc sống mình thường chỉ đang dang rộng tay chào. Thánh giá hay là kinh Phật, điều nó cần là một cái bánh cá trong ngày sinh nhật. Không phải bị đánh giá như một bãi bình nấu. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Thái Sơn Beatbox. Và đây là series Hit Maker với vị khách mời hết sức đặc biệt ngày hôm nay, đó chính là Đạt Maniac. Hello. Hello. Một câu chào rất nhẹ nhàng so với mình nghĩ. Không biết là dạo này, thời gian này Đạt đang có cái sự thay đổi nào không? Thấy đầu tiên là mái tóc có vẻ hơi khác tí. Em hớt tóc từ sau đợt dịch. Sau đợt Covid xong là em hớt tóc luôn. Em muốn một cái gì đó nó mới. Và khi mà em hớt tóc xong cái tóc ngắn thì em thấy mình nhanh nhẹn hơn và nhiều năng lượng hơn. Trong vòng 2 năm đổ lại đây thì em tập trung làm album của mình. Về những cái đề tài thiên nhiên, môi trường, con người đồ. Trước khi giới thiệu cái này thì chắc chắn Sơn đã từng nghe qua rồi. Nhưng mà đây là cái series Hitmaker thì chắc chắn có nhiều người sẽ rất là tò mò. Đầu tiên đó là thông tin cơ bản của Đạt. Thì Đạt có thể giới thiệu một cách ngắn gọn về mình được không? Mình là Đạt Maniac. DATMANIAC. Mang TK to Z Farm. Mình hoạt động trong rap được 14 năm rồi. Đây là lần thứ bao nhiêu không nhớ nữa, chắc lần thứ 4 lần thứ 5 gì đó, chơi chung với anh Sơn. Nói chung là những cái lần gặp Đạt thì khá là đặc biệt đấy. Và thời gian qua thì khi mà vận hành cái Hitmaker ấy, thì Sơn có đăng lại cái clip Sơn freestyle với Đạt, thì thực ra được rất là nhiều khán giả người ta yêu cầu và yêu thích là cái số đấy. Nên thành ra là hôm nay thì thực sự là rất là vinh dự, bởi vì là có Đạt comeback và chắc chắn là chúng ta sẽ có rất nhiều cái màn freestyle cũng như là chơi nhạc của hai chúng tôi nha. Bách lại một chút nha, thì thời gian vừa rồi thì thực ra dịch Covid nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Nó không phải chỉ có Đạt mà là còn có rất nhiều khách mời tới đây thì họ cũng nói là cái đợt đó nó làm cho cái con người của mình từ bên trong hoặc bên ngoài nó cũng có cái sự thay đổi. Thì không biết là Đạt có cái sự thay đổi nào lớn nhất không? Dạ có anh. Nó giống như là virus mới làm thay đổi thói quen cũ. Và trong cái thời gian đó là mọi người dành thời gian cho những cái dự án cá nhân nhiều hơn. Em cũng vậy nữa. Em bản thân em là không có muốn dừng lại ở một cái thời điểm nào đó. Em luôn tìm cách để mà em làm một cái gì đó nó mới. Thì trong thời gian đó là em bắt đầu nghĩ ra được những cái ý tưởng cho những cái bài trong album của mình. 10 năm sau tận thế, sau cái tận thế hụt hồi 2012 mà mọi người ấy á, thì em nghĩ là nó cũng có một cái gì đó hay. Tại trong album của em có một bài cũng nói về cái việc sau tận thế. Là mọi thứ nó vẫn như vậy thôi. Chim chóc vẫn bay đi làm tổ rồi, ông vẫn đi tìm mật. Mọi thứ nó diễn ra chỉ là lúc đó chắc không còn tụi mình thôi. Nhưng mà cho mình hỏi nha, tức là mình có cảm nhận khi mà nói đến cái album này, hình như nó có liên quan gì tới môi trường nhiều không? Có anh. Bây giờ người ta viết rap nhiều nhưng mà sao chưa có ai nói về những cái vấn đề này hết. Mà nó đang là những cái vấn đề mà nó liên tục diễn ra. Có thể là mình không thấy nhưng mà nó đang diễn ra và nó cứ như vậy với hành tinh của mình vậy đó. Thì em nghĩ là với một người mà mình có thể đem được cái lời nói đến với nhiều người á, thì em sẽ nói về cái vấn đề này. Và những trong album đó còn có cái bài nào khác nói về kiểu tình yêu hay là những cái chủ đề khác không? Dạ nhiều. Có nói về tình yêu, có nói về kỹ thuật rap bây giờ của em. Nói về, nhưng mà nó đều có nằm trong cái bài, những cái bài đó luôn. Nó đều rải rác những cái vấn đề về môi trường. Nó đều có hết trong những bài đó. Ok, thế thì tại sao Đạt lại ra album? Tức là cái cụm từ này nó lâu lắm rồi mình mới nghe. Bởi vì nhiều người ra ví dụ single này, ra EP, tức là nó rơi vào tầm nhiều nhất 5 bài thôi. Tại sao lại là album? Tại vì đây là album đầu tiên của em luôn. Hồi đó giờ em hoạt động rap 14 năm rồi, nhưng mà đây là cái album đầu tiên của em. Em muốn phải là làm nó một cái hay một cái gì đó đặc biệt. Ở nước ngoài thì album không lạ. Album thì đa phần là nghệ sĩ sẽ ra album sau đó là đi tour. Nhưng mà ở Việt Nam thì rất ít. Thì không biết là Đạt cảm nhận như thế nào về việc mình ra một cái album?
nó có cái sự thay đổi gì so với trước đây? Dạ có, em nghĩ là cái chuyện mà mỗi một người làm nhạc nghĩ đến cái chuyện mà làm album thì họ đã bắt đầu nghiêm túc với cái việc làm của mình. Họ chú ý hơn về những cái việc mà mình sẽ làm từ cái thời điểm này trở đi. Cái việc album là em sẽ chuẩn bị, em vừa làm và vừa học và vừa hỏi mọi người về những thứ mà em còn chưa biết. Em sẽ tính làm một cái album xong rồi sẽ có thêm hình rồi này nọ cho mọi người, rồi merchandise rồi này nọ. Và hình như Đạt có tiết lộ là cách đây khoảng tầm mấy tháng là đã nghe Đạt nói về album này. Dạ. Thì cái, như cái hình thức mà nhận album cũng khá đặc biệt đúng không? Dạ, đúng rồi. Đạt có thể tiết lộ cho trước cho mọi người không hay là bí mật? Được anh. Được. Em đã nói qua cái này rồi. À dạ, tuyệt vời. À, cái album của em là sale không bán bằng tiền. Mọi người sẽ gom 10 kg rác để mà lấy album rác thải tái chế được á. Ừ. Sẽ có 3 điểm thu rác ở Sài Gòn, Đà Nẵng và Hà Nội. Ồ. Mỗi miền là sẽ có 100 bản. Mọi người sẽ gom để mà lấy album về. Nếu mà làm được em sẽ là rapper đầu tiên gom được 3 tấn rác. À, tuyệt vời. Đây là một trong những ý tưởng chắc là mình cũng chưa nghe bao giờ. Nói thật là mình chưa nghe bao giờ. Thì là mình sẽ gom rác đổi album, nhưng mà nó là album kiểu như thế nào? Album vật lý. Vật lý luôn. Ồ. Album vật lý. Em có thể là em sẽ làm cái bản đó bằng USB. Ok. Và thêm một cái nữa là bằng một cái đường link á anh. Ok. Mấy cái đó là mấy các bạn có chia sẻ cho em cái hình thức đó. Là một cái đường link đó. Họ sẽ mã QR chẳng hạn. Ừ. Vô cái đường link đó. Xong nó sẽ lên cái web đó. Họ sẽ nghe nguyên cái album đó. Ok. Sẽ gom rác 2 lần. À. Cái lần thứ hai người ta gom rác là em sẽ dùng nhựa của lần thứ nhất để mà ép thành đĩa vinyl. À. Là mỗi người sẽ có một cái đĩa khác nhau. Và dạ, tổng số đĩa tổng như Đạt nói là nó sẽ chỉ có khoảng 300 đĩa thôi. À, cái đợt thứ hai thì em chưa biết. Em phải coi cái đợt thứ nhất nó thành công đến cỡ nào đã. Ok. Dạ. Nhưng mà tại sao rác lại làm thành đĩa vinyl được nhỉ? Nhựa. Nhựa. Tức là chỉ sử dụng cái nguyên vật liệu đó thôi. Sau đó lại làm thành cái đĩa. Dạ. Đĩa to. Dạ. À, mọi người cũng có một cái để mà cầm, để mà nhớ về cái hôm đó. Chết rồi, mình chưa có cái đồ đọc đĩa vinyl. Làm sao mà nghe được. Em tính làm thêm cái dĩa ăn uống hay là đồ vật dụng gì á chẳng hạn. À. Để mình tái chế lại cái đống rác. Ừ. Hỏi lại thêm một chút nha. Tức là Đạt có nói chia sẻ thì sẽ tái chế từ nhựa để mà làm đĩa vinyl. Thế thì đã mình đã có tổ chức để thu gom chưa? Dạ chưa. Chưa. Vẫn đang tìm. Vẫn đang tìm. Thế thì Đạt mong muốn nó sẽ như thế nào? Tức là cái tổ chức đó như thế nào? Họ sẽ có thể làm việc được với đám hip hop tụi em. Làm việc với đám hip hop. Dạ. Nghe đây cái cụm từ cũng này mình cũng hip hop mà ta. Cũng không có gì to tát đâu. Tại vì đây là cũng là một cái hướng tới cái một cái tốt mà. Ừ. Em nghĩ là mọi người cũng sẽ open với cái đó. Ừ. Khi mà em xong hết nhạc rồi em có thể đi nói chuyện dễ dàng hơn với các phía. Ừ. Nhiều bên. Thực ra mình sẽ đóng góp một chân gọi là lan tỏa cái thông điệp đi. Yeah. Bởi vì sẽ có ở ngoài, thực ra thì mình hoạt động thì mình cũng thấy có rất là nhiều tổ chức họ họ dành nhiều cái thời gian cũng như là họ dành cái quỹ của họ ấy để yeah, làm những cái chuyện này. Thì nếu giả sử như cái thông điệp của mình mà đi càng xa thì nó càng tốt hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Em mong mỏi là sau khi mà cái chiến dịch này nó ra, những cái nghệ sĩ mà lớn ở thế giới á, nếu như mà họ cũng làm cái điều này á thì mình sẽ gom được biết bao nhiêu là rác nữa. Ừ. Thế thì cho hỏi sâu hơn một chút ha. Tức là cái âm nhạc của mình là hip hop và cái việc của mình là môi trường. Ừ. Thế thì thực ra lúc đầu nghe thì nó đang mình chưa biết cái điểm bắt đầu nó ở đâu. Thế thì Đạt có một cái khoảnh khắc nào hay có một cái câu chuyện nào mà nó dẫn tới cái này không? Dạ. Từ sau khi mà em đi MTV Asia Rap năm 2019 về á, em thấy là bên đó mọi người giỏi quá. Còn mình thì mình không biết mình đang làm cái gì ở đây nữa. Thì em về đây là em mới nghĩ là mình phải làm một cái gì đó nó ok. Ừ. Thì em nghĩ đến chuyện này. Ừ. Và cái chuyện mà hip hop làm việc môi trường á, em thấy nó hoàn toàn bình thường với em. Tại vì em không hẳn bây giờ là em chỉ là hip hop. Ừ. Âm nhạc đó là không biên giới rồi. Ừ. Nó chỉ là mình tạo ra âm nhạc và mình dùng đó để mà lan tỏa một những cái thông điệp. Sau cái MTV Rap Asia thì thực ra thì mình cũng có nhiều cái tò mò về cái chương trình đó. Dạ. Thực ra thì Sơn cũng tham gia về mảng beatbox thì có ra ngoài, nhưng mà nói thật là
nó đúng nghĩa hip hop ấy, nó kiểu anh em chơi với nhau trong một cái nhóm nhỏ thôi. Ừ. Nó thật mỗi nước có mấy ông biết nhau hết chứ không phải lạ. Nhưng mà Asian MTV rap hồi đấy thì nó mang một cái gọi là truyền thông rất nhiều và được rất là nhiều người kiểu chú ý ấy. Thì không biết là cái chương trình đó thực sự là nó giúp gì được cho Đạt sau không, về sau không? Tại vì tụi em luôn có một cái đầu óc học hỏi. Kiểu đi đâu mình thấy được cái gì mà mình, cái này mình nạp vô được thì ok. Từ cái đợt đó là em đi, em thấy được cái cách mà cái ekip người ta làm việc, cách mà người ta chuẩn bị cho nghệ sĩ như thế nào, rồi cái việc những cái chủ đề mà những người rapper đó họ nói về nữa, nó cũng khác. Nếu như họ muốn nói là cái trình độ khi mà em đi ở đó, em thấy được mọi người đó, cái trình độ đó so với đây giống như là người lớn như con nít vậy. Cho nên em sau cái điều đó là em muốn là về đây là em phải làm một cái gì đó nó khác khác thôi. Nhưng mà cái hoạt động mà gọi là nổi bật nhất nha, tức là so với tất cả mọi người đều thấy, đó là Đạt làm giám khảo King of Rap. Đó là một trong những cái hoạt động mà gọi là khá nổi bật. Nó làm cho cái suy nghĩ về về rap nó cũng thay đổi. Cái cách, tức là cách mà Đạt chấm, cách Đạt đưa ra cái nhận xét của mình cũng như là hỗ trợ thí sinh như thế nào, thì nó có phải là đúng như những gì mà Đạt mong muốn không? Ở trong chương trình King of Rap, với tư cách là ban giám khảo, thì em phải nói cho những thí sinh của mình về những cái mà họ đang hướng tới, họ cái những cái mà họ còn thiếu, hay là em biết được cái gì thì em sẵn sàng nói với mọi người. Thì em nghĩ là đó là em chỉ làm những việc mà mình thấy mình nên làm thôi. Cũng không ai kêu em phải làm gì gì. À thế hả? Thế là nó có bị bao giờ nó kiểu mình cảm thấy nó không phải hip hop không, trong cái quá trình diễn ra như vậy? Thì nó vẫn là một chương trình truyền hình giải trí. Chứ chưa phải là một cái cuộc thi rap thiệt. Nếu mà nói về một cuộc thi rap thiệt á, thì em nghĩ là chính những người trong underground, chính những người mà hiểu cái công việc của họ sẽ làm như thế nào á, tụi em sẽ làm, tự tay tụi em sẽ làm cái đó. Ok. Tụi em đang muốn tổ chức những cái cuộc call out cho mấy anh em á. Những anh em nào mà thấy có vẻ như muốn call out á, thì tổ chức ngay dưới cái hầm dưới xe, rớp rẽn, bập 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 xong cái đi về. Cũng hay. Dạ. Chia sẻ sâu hơn về nhà của Đạt tí ha. Mình nói thật, câu hỏi các bạn hỏi nhiều nhất trong sâu đó là về cái ý nghĩa của lời của Đạt. Tất nhiên là mình có xem trong talk show của Sói, nhưng mà cái câu này nó vẫn luôn từ trước đến giờ nó âm ỉ, nó chảy vào là là mọi người muốn biết là Đạt nghĩ cái gì với cái lyric của Đạt. Căn bản là có người thì sẽ nói là nó trừu tượng, nó giống như kiểu người ta có một cái cách trình bày mà tất nhiên nó không phải quá để dễ hiểu đúng không, nhưng mà cũng có nhiều người nói nó chẳng có nghĩa gì cả. Thì Đạt, theo Đạt thì thực sự nó như thế nào? Em thấy cái việc mà rapper Việt Nam mình sử dụng tốt ngôn ngữ tiếng Việt á, nó cũng là một cái kỹ năng. Và em luôn muốn trau dồi cái điều đó. Khi mà em viết, em sẽ có những cái khâu giống như là tuyển từ, nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái ý nghĩa của câu. Thì nhiều khi mà người ta nghe mình đọc cái câu đó lên, và người ta đọc lên cái câu đó, người ta thấy nó thật là chưa từng nghe trước đây. Đúng. Nhưng mà ý nghĩa nó vẫn có ở đó. Ý nghĩa em trong bài viết của em thường là hình ảnh nó sẽ diễn ra trong vòng 4 câu. 4 câu một hình ảnh, 4 câu một hình ảnh. Và những hình ảnh đó nó sẽ chung lại một chủ đề hết. Nói về một thứ. Nhưng mà chỉ có 4 câu, bài rap của mình rất nhiều câu, tức là nó rất nhiều vấn đề. Dạ đúng rồi. Rất nhiều vấn đề khác nhau. Thế đó là một cái cách mình chọn như thế hay là mình thích như thế? Dạ em đã làm cái việc đó từ đó, hồi đó rồi. Hồi đó đến giờ là mình sẽ luôn nói rất nhiều vấn đề trong một bài. Dạ, nó có hình ảnh. Và hình ảnh luôn. Ví dụ trong MTV rap nhá, đang một cái vấn đề rất vĩ mô mà chuyển sang một cái là homie tao đi trực, thì nó sẽ liên quan gì đến nhau? Ví dụ câu đó em muốn chèn vô cho mọi người thấy là một cái đam mê của thằng anh em của em. Là ai? Thằng đó tên, thằng nhóc đó là Mikey G. Chuyên đánh beat, nguyên một cái kho beat ở trong G Farm là nhờ nó. Một phần là nhờ nó. Đó, trong cái thời gian đó nó còn đang phải đi trực văn phòng anh. Nhưng mà mỗi đêm nó giờ đều phải nghe rap, nó đều nghe rap, nó đều tìm ý tưởng, làm beat. Có gì hay là nó đều nhắn anh em. Nó chỉ cái là nó phải đi thực hiện nghĩa vụ của mình với đất nước thôi. Nhưng mà cho hỏi thật nhé, nếu cái lúc mà đang viết, ví dụ Đạt đang viết đúng không?
Thì cái hình ảnh đó nó tự dưng nó nhảy vô, hay là mình đang kiếm cái vần rồi mình mới có nhiều hình ảnh nó nhảy ra rất là nhiều anh. Ồ vậy hả? Dạ, nhiều hình ảnh nó nhảy ra trong lúc mà em sáng tác lắm, và em cũng phải chọn lọc. Nó nằm trong một cái chủ đề nào đó. Nhưng mà có khi nào vì cái vần nên mình mới đưa nó vào trước không? Tức là mình phải tìm cái vần trước. Yeah. Sau đó mình mới nhét hình ảnh. Trong hình ảnh đó nó cũng có, nó nằm, nó chứa cái vần ở trong đó luôn. À. Thì đúng là hàng homie của em nó tối nó cũng phải đi trực. Thì em sẽ bóc liền cái vần đi trực đó ra. Ok. Với lại cái câu đó em cũng tuyển từ để mà khi mà đọc ra cái miệng mình nó bắn ra. Đó là đêm homie ta gì? Khuya homie ta đâu có phải đi trực. Tức là mình sẽ tính toán cái action của mình, cái khẩu hình miệng nữa. Đêm homie ta đâu có phải đi trực. Ừ. Cái này thì cũng mới biết, nên giờ hỏi mới biết. Thật ra thì lyric của Đạt thì trước giờ mọi người nói rất là nhiều. Thật ra đối với mình ấy, ví dụ Sơn thì cái khía cạnh mình chỉ quan tâm nhiều về nhạc. Tất nhiên là có nhiều bài khi mà viết ra xong mình là ồ hóa ra là vậy hả, kiểu mình bị bất ngờ. Nhưng mà mình thì quan tâm nhiều về phần nhạc. Ví dụ action, về cái vần, cái flow đi nó ăn beat các thứ như thế nào, thì mình thấy nó rất là cuốn, thực sự là rất là cuốn, ít khi mình cũng để ý. Nhưng mà đúng là nhiều người hỏi cái câu đó thật, thì hôm nay mới đưa vào trong cái bộ câu hỏi hôm nay. Thì từ group này, group kia, rồi người ta nói lan sang cả những người khác, ví dụ kể cả có cả chị Suboy nữa. Suboy, tức là mọi người cũng hay nói nhắc nhiều Đạt với chị Suboy. Thì không biết là Đạt với chị Suboy thì ở ngoài đời thì như thế nào? Vẫn ok anh, vẫn giữ liên lạc. Và chơi với nhau từ trước khi mà đưa nhau lên MTV. Nhưng mà tại sao chị Suboy lại gợi ý Đạt mà không phải người khác thôi? Đạt có biết lý do ở đằng sau cái câu chuyện đấy không? Dạ, cái đó cũng là một cái may mắn của em khi mà được chị Suboy với quản lý của chị Suboy là chị Kiwi đề xuất em với lại bên MTV Asia. Có một câu hỏi từ khán giả Sói You Guy ngồi trước mặt, có hỏi là nhiều người nói Đạt Maniac là bị overrated, tức là đánh giá cao hơn so với năng lực thực. Thì không biết là, và Đạt cũng không có phản ứng gì lại với cái câu chuyện đấy, thì không biết tại sao lại như thế. Em thấy không có một cái tiêu chuẩn nào để mà đánh giá một cái người họ như thế nào hết đó. Mỗi người nghe nhạc mỗi khác. Ok. Và cái em nghe rất là nhiều nhạc, chứ phải nhạc rap nữa. Cho nên người ta nói em overrated, em cũng không biết nói sao nữa. Em thấy đó là cái taste, cái hương vị nhạc của mỗi người thôi. Cái chuyện đó không phải là cái vấn đề lớn đối với em. À. Nói chung là mình không quan tâm chuyện đấy đâu. Dạ. Ai nói gì nói. Vấn đề của em phải là em không có kiểu như em không có sợ đi nhanh hay đi chậm, mà chỉ sợ đi lạc thôi. Không sợ đi nhanh đi chậm, mà chỉ sợ đi lạc thôi. Dạ. Em vẫn biết em làm cái gì là ok rồi. Thế thì thời gian vừa rồi ấy, mình cảm thấy là khi mà lên Facebook, những cái trang mạng xã hội của Đạt, thì cái phần âm nhạc của Đạt không nhiều. Không biết là nó có cái có đang xảy ra chuyện gì không, hay là mình ấp ủ lâu quá. Đúng rồi anh, em đang ấp ủ cái dự án album đó nó hai năm hơn rồi. Và cái điều mà khiến em thấy mình vẫn ổn trong chuyện này là vì Kendrick Lamar cũng đã ủ một cái album 5 năm. Em thấy ok ổng cũng dành khá nhiều thời gian cho cái tâm huyết của ổng, cho nên em bây giờ em chỉ tập trung vô cái album thôi. Trên mạng xã hội rồi em đăng năng mấy cái vui cho mọi người giải trí. Ok. Đà cũng khá là vui. Nói chung là mình thường xuyên mình cũng thấy những hình ảnh kiểu bản tin Đạt thích cái gì đấy thì cũng cập nhật cho mọi người biết, mặc dù mình cũng không hiểu nó là cái gì cả. Gần đây thì có một cái bài vừa ra, Đạt vừa ra với Kim Chi Sun. Đấy, nhưng mà đối với Sơn với lại Sói You Guy thì chắc chắn rất quen. Đó là một cái vơ rap mà gọi là, thực ra thời gian đấy mọi người biết cái vơ đó rất là nhiều. Hai đứa mình freestyle các thứ. Luôn có mặt ở xưởng phim, thường tìm vào nhà vào giữa khuya. Lên hip hop làm bài thơ gửi người thân mến, trên nền rap mọi thứ gắn vừa đêm rú và len lút. Nhưng mà sau này thì mới thấy được cái bản gốc đấy. Cái bản gốc đấy thì
Nói thật nha, Đạt thích bản nào hơn? Bản nào cũng chơi được hết. Bản nào em thấy cũng vui hết á. Bản kia thì em phía với một nữ single xịn. Bản của anh Sơn thì nó rất là đường phố, nghe nó rất là đường phố. Cái nhịp beat đó, em thích cái nhịp beat đó. Tí làm lại một đoạn. Ok, hỏi một chút về cách làm nhạc của Đạt nha. Tại vì cái series này là Hitmaker thì chúng ta sẽ chia sẻ những cái bí quyết một chút xíu để dành cho những người mà làm nhạc trong tương lai, nếu mà người ta muốn làm nhạc. Ok không? Sẵn sàng không? Ok. Tức là về làm nhạc thì thường những cái bài của Đạt ấy, thì có cái công thức gì nó đặc biệt mà tạo nên những cái bài nhạc, bài rap của Đạt không? Dạ, nó đến nhiều vào khoảnh khắc lắm anh. Em đi ngoài đường, cái em nghĩ được một cái gì là đó hay, có thể là chủ đề, có thể là vần, giai điệu, em ghi chép lại liền. Giai điệu là cái dễ mất nhất, khó lưu lại nhất, cho nên dù mà nghĩ cái giai điệu hay, tấp vô lề, thu lại bằng cái điện thoại liền. Câu chữ thì nó còn có thể có một đặc điểm gì đó để mình nhớ thôi. Chủ đề cũng là một cái phải lưu lại liền nữa. Thì sau đó mình làm nhạc. Dạ, từ cái đó, từ cái xương sống đó mình mới tẻ ra. Mình phải biết viết cái gì, triển khai ý tưởng, rồi câu chuyện râu ria cho nó. Tức là mình làm nó theo dạng kiểu giống văn học trước, rồi sau đó mới tính tới làm beat các thứ sau. Hay là mình sẽ trên một beat. Có hai cách luôn anh. Nhiều khi em không có đang nghe beat thì em cũng nghĩ được những cái ý tưởng. Còn nhiều khi em nghe beat em vẫn nghĩ được ý tưởng, nhưng mà nó sẽ gói gọn trong cái chủ đề beat đó. Dù như cái beat đó là một cái beat lớp thì những cái mà em truyền tải nó sẽ có thể nhẹ nhàng hơn. Nó không có phải kiểu tao đập đầu mày vô tường hay là kiểu này nọ. Tao đập đầu mày vô tường. Bây giờ beat ấy, nếu mà giả sử như mà mình đã có được một cái sườn mình viết ra rồi, thế thì Đạt thường nhờ ai là người làm beat cho mình? Em nhờ mấy anh em trong G-Farm, có hai anh em đó là Sunbat với lại Mikey Z. Là những người mà em có thể thấy là hiểu được những cái khúc, những cái đoạn nào mà em muốn. Với lại kể cả cái type beat nữa. Họ rất là, em thấy hợp với cái mood của em. Ok. Thế cái đó là cái gì? Tức là để mà hiểu nè, ví dụ như mình đây là một producer chưa làm việc với Đạt một bài nào, thế thì làm sao để mà mình hiểu được cái đó là cái gì? Những cái type beat của em nghe rất là đơn giản, nhiều khi nó chỉ cần là metronome thôi cũng là đủ cho em viết nhạc rồi. Nó sẽ có metronome, có thể là có trống rồi với một chút xíu space là xong. Trống bay, metronome giữ nhịp. Đúng rồi. Nói chung là có tiết tấu với bay. Melody thì sao? Giai điệu có bao giờ không Đạt đề cao cái chuyện một cái melody của beat phải cuốn không? Không anh. Em rất ít khi nào mà em nghe lại một cái beat mà đã có sẵn melody, tại vì nhiều khi mình sẽ bị cuốn theo cái melody đó. Cái melody là cái em sẽ nghĩ ra nó. Cho nên trên một con beat đơn giản hơn, một con beat tùm chắc tùm tùm chắc chẳng hạn. Em sẽ nghe lại con beat đó hoài. Và cái melody là cái em sẽ nghĩ ra cho vô con beat đó. Ok. Tức là đối với Đạt thì cái beat là một cái nó phải cực kỳ đơn giản. Đúng rồi. Để mà mình có thể phóng tác nhiều cái của mình vào. Đúng rồi. Yeah, và bàn về cái chuyện làm beat thì sau đây thì mình sẽ làm một cái beat hết sức cơ bản luôn. Để Đạt có, nói chung là cứ freestyle thoải mái ha. Và chúng ta sẽ làm old school hip hop. Yeah.
Và rồi một ngày mày sẽ thấy những cánh hoa rơi bay qua trời, đủ để có thể viết được một lời ca đời ta rồi. Vì rap đã được ra khơi, được ra đời, quyết định đi xa nơi được ca ngợi. Đến một vài quán bar chơi người ta mời, rap về tình yêu chào nhau. Biết tại sao mày phải gật gù liêu siêu lao đao? Tao không tiếc công lao người ta chứ tao thời gian tiêu hao mau. Không biết tự feel sao đau trong một thời nghe liêu bao wow. Như là trồng cây cao mày có thể mơ mộng thay tao. Chẳng phải tụi mình đều mang theo những hy vọng hay sao? Những lo toan mà ta không hề muốn có bất cứ hành động dây vào. Lúc này cuộc sống mình thường chỉ đang dang rộng tay chào. Tao vẫn có niềm tin nhặt rác một mai này giàu. Flow là kho bạc, skill là sau một hai ngày đào. Lang thang trên phố quen và tụi tao là hố đen vì không coi nhau như ngôi sao. Và tụi tao hình dung ra được cái nhìn chung, con người phải có lời ca. Dù mày lang thang cô đơn hay sương gió đời ta, từ trong thằng con trai mang tâm tư của nó về cha. Hoặc là hôm nay anh em tao cho mày khó về nhà, ngoài đường mày thấy hip hop đang bùa vây nè. Kể cả khi mày quay đầu mà mày lại muốn đắm say trò đùa đấy, ngoài đó bán cho tao đồ lô. Mày không thể cứ cuốn xoay trong guồng quấy cuồng. Mày còn đang phải nô đùa, mày phải được bước trên con đường mày muốn. Tao sẽ không chết vì một cành cây khô heo, tao sẽ không chết vì một cành cây khô ở một thành phố nơi đầu tay xô bồ. Và mọi thứ là do từ tay xô đâu, nhưng lời rap nghe thật ngây ngô. Okay. Yeah. Not mania. Let's go. Yeah. Nằm trong tao là lĩnh vực âm nhạc, văn học và thể thao. Và tao nằm ở trong máu của bất kỳ ngành nghề nào. Sau tất cả tao muốn nói mày vẫn còn được thương yêu, dù không có đồng lương nhiều và một thời gian vướng víu. Ngoài những triệu chứng khác thì tao là chất liệu cứng cáp, được mày dành lời giới thiệu xứng đáng trước khi tao chịu đứng rap. Mỗi ngày cứ trôi ai cũng trả một phần to bự cho sự do dự. Tuy đi tìm tự do từ thanh thản, nhưng mày sẽ sống cho chữ đó chứ. Mưa vẫn chưa vơi, rơi xuống từ trên lầu cao lên đầu tao, nên giàu sao mình cũng chỉ cần như vậy để mà quên sầu đau. Yeah. Tao đã thấy được những cây tre ngày hè, tao biết âm nhạc mình chơi nó nghe vậy nè. Check it. Tao nhắn nhủ một lời bày tỏ gầy gò, vì không muốn một ngày nọ mặt đất này bỏ bầy cò. Tao đã không còn nhỏ và thời gian trôi như cơn gió. Tao thường hay nhăn nhó mình băng qua đường như con chó. Thật may mắn của bạn cùng chuyến, nói mấy chuyện khùng điên như là không thể dùng tiền mua chan và tác trên thùng điện. Tao không thoát khỏi dùng miền, tao không thoát khỏi sân si. Một cơn gió mát trong tâm trí là bước chân đi thần kỳ, ít nhất là những chân đòn không còn như lần đầu khi cảm giác được hồi hộp để bước lên trên sân khấu rap đôi ba câu. Ngoài đường mày thấy hip hop đang đùa vậy nè. Yeah. Kể cả khi mày quay đầu mà mày lại muốn đắm say trò đùa đấy, ngoài đó bán cho tao đồ lô. Mày không thể cứ cuốn xoay trong guồng quay cuồng. Mày còn vang về nô đùa, mày phải được bước trên con đường mày muốn. Tao sẽ không chết vì một cành cây khô heo, tao sẽ không chết vì một cành cây khô ở một thành phố nơi độ thay xô bồ. Và mọi thứ là do từ tay xô đâu, nhưng lời rap nghe được ngây ngô. That maniac hit maker. Yeah. Bạn muốn học làm beat hay đến gặp Thái Sơn. Bạn muốn mua đồ làm nhạc cũng đến gặp Thái Sơn. Thái Sơn beatbox.com hân hạnh tài trợ chương trình này. Ok. Thế thì sau khi có beat rồi thì cái hậu kỳ ai là người làm cho Đạt để mà đưa ra được một cái sản phẩm chính thức? Mixing, master, trong mấy anh em G-Farm hết. Mixing là có Son Bass, Lucy rồi. Lucy là thầy của Maggie G. Rồi. Yeah, làm mấy những cái đó là sẽ làm những công việc đó chuẩn và nhanh nhất. Chuẩn và nhanh nhất. Có bao giờ Đạt làm với những artist bên ngoài không? Dạ có. Những bài feat, những bài collab thì em sẽ đưa hẳn cho bên đó. Họ muốn làm gì họ làm, tại vì có thể là okay. họ sẽ ở đó họ làm trực tiếp hơn với những người khác. Và cái đó nhiều khi cái đó là cái sản phẩm, cái beat đó là của họ nữa. Họ sẽ biết cách làm cho nó chân chu. Thế bây giờ nha, hỏi một câu, nền âm nhạc nói chung, đặc biệt là rap, thì
Đạt kể tên cho mình một vài cái người mà Đạt cảm thấy là rất là ấn tượng, mà kiểu họ mới là cái tương lai của rap Việt không? K The Martian. Oh. Cái bạn đó đang sống ở nước ngoài á, nhưng okay. mà em thấy cái tư duy âm nhạc của bạn đó nó lạ. Nó lạ với số đông bây giờ. AC. AC lớn rồi, khỏi nói rồi. Ok. Men nào nhỏ nhỏ. Ai truyền cảm hứng sau đối tượng trẻ sau này? Chưa biết nữa. Chưa biết nữa. Mới hiện tại có hai bạn thôi. Dạ. Em thấy hai người đó, em nghe nhạc hai người đó được. Hai người họ nói về những cái mà nó lạ. Nó không giống với số đông bây giờ. Dạ. Còn những cái bạn mà trong chương trình mà Đạt làm King of Rap ấy, dạ. thì có bạn nào mà kiểu Đạt cảm thấy sau chương trình họ tiến bộ nhiều, hoặc là họ để lại cái ấn tượng với Đạt không? Chưa biết nữa anh. Chưa tại biết. Vì em nghĩ là trong cái chương trình nó vẫn còn gói gọn, nó vẫn còn gói gọn cái khả năng của mọi người trong cái mức độ nào đó, chưa có mọi người chưa có tung hết ra được. Thế bây giờ nói về chuyện làm nhạc thì bây giờ mình sẽ thử một cái challenge. Cái challenge là cái đặc sản của cái chương trình này. Thì ở trong này thì mình sẽ có một cái hộp. Đấy, trong này thì có rất là nhiều cái type beat. Yeah. Bởi vì Đạt là người nói là chỉ quan tâm những cái beat nào nó đơn giản. Thì mình không chắc trong này là beat đơn giản đâu nha. Thế mới là challenge anh. Thế mới là challenge. Để cứ mời Đạt bóc một chủ đề. Cũng có thể là beat của cái tai beat của ai đấy nhá. Mình nhiều. Có thể cải lương. Vậy thì chắc hôm nay có Kim Tử Long hơn. Công bố. Ai đó ở Paris. Ai đó ở Paris. Yes. Chính là JG Type Beat. Ok, JG Type Beat Paris. Chỉ có một cái bài duy nhất thôi, một cái beat duy nhất thôi. Được. Ok, let's go. D-A-T-M-A-N-I-A-C và đã mang thi ca cho G-Farm. Go! Yeah. Let's go, let's... Người qua đường thơ nhưng mưa như đêm sầu, như cái bầu trời đen trên kia vừa lem màu. Em chưa quan tâm đã quên được người quen nào. Bố lỗi của mình mang và đôi khi một hai lời khen được xen vào những điều không mình thích phải nói từ người khác. Em biết mình đã nghe qua và lần té ngã, hay là mẹ là em chỉ chờ là một chuyến xe xa. Biết được cuộc đời có hai chiếc xe hoa, nó có thể sẽ đến trong những ngày hè và nó cũng sẽ tới khi mà mình về già. Có tiếng con nít đọc bài ê a, đây thay thằng nhóc với con lửa màu đen. Bạn bè không có đứa nào quen. Ba mẹ nói cái gì mà khô nước miếng, nếu mà lấy được tiền nó chỉ muốn tránh được phiền. Những hôm nắng chan hoa trước hiên, ngồi ngó nghiêng vào những cơn gió lạnh, sách vở như thể đang khuyên nó đành tin vào những chuyện thần tiên có cánh. Dù nó là người có kiên có lành, đời vẫn cho nó nguyên bó hành. Thánh giá hay là kinh Phật, điều nó cần là một cái bánh cá trong ngày sinh nhật, không phải bị đánh giá như một bãi bình. No. Yeah. Ok. Nếu như mà đam mê này không còn nhiều thời gian, thì thật may mắn vì ta còn thấy được trời sáng. Hôm nay là cuối tuần, ta đầu tung cái núi vần. Không bao tâm bao tiên, mà lần đầu tiên mà ta phải nghiêng mình để có được cho mình học vô giá. Đến đường núi rừng rap là công thức vô lý và tâm trí hay. Cả cái chăm biếm và âm nhạc này xâm chiếm những vết thương đi qua thời gian âm thầm thâm tím. Nghe một chút nhạc mới trong lúc mà lạc lối. Trước định mức giới hạn mà tôi mới đạt tới, tôi mới chỉ biết ngạt khói. Ta đang nước đi trên lối, trước khi tao chưa đi qua nơi dòng hoa chưa ghi tên như vinh quang thì tìm tới cho mang thi ca cho G-Farm. Mang thi ca cho G-Farm, mang thi ca cho G-Farm. D-A-T-M-I ở đây AC, mang thi ca cho G-Farm. D-A-T-M-I ở đây AC và đang mang thi ca cho G-Farm. Ok, wow, ok. Yeah. Mang thi ca cho G-Farm. Ok. Nghe được không ạ? Được. Bạn muốn học làm beat hay đến gặp Thái Sơn? Mua đồ làm nhà cũng đến gặp Thái Sơn. Thái Sơn Beatbox.com hân hạnh tài trợ chương trình này.
Yeah, vậy là chúng ta đã trải qua rất là nhiều cái câu hỏi cũng như là chia sẻ của khách mời Đạt Maniac, cũng như là một cái phần freestyle hết sức bất ngờ đến từ vị khách mời của chúng ta. Và chương trình của Sơn đến đây là kết thúc rồi. Tuy nhiên trước khi chia tay thì Sơn cũng có những cái phần quà từ nhà tài trợ dành tặng cho Đạt Maniac. Đầu tiên đó là nhà tài trợ chính của chương trình, đó là hãng AMD, thì có dành tặng cho Đạt, đó là một cái loa để dành cho Đạt khi mà Đạt có thể freestyle, mở nhạc, và có cả luôn cả pin sạc dự phòng nếu mà chúng ta hết pin. Đấy. Nói chung là AMD thì luôn luôn tâm lý. Và đằng sau các bạn thấy có một cái PC rất là khủng khiếp, Thái Sơn Beatbox Store với lại AMD. Thì là hãng đã tài trợ để mà Sơn có thể sản xuất được cái chương trình này. Ngoài ra thì có một cái nhà tài trợ nữa, đó là SynthStyle, tài trợ một cái tai nghe đến từ một hãng kiểm âm hầu như là số 1 Nhật Bản luôn ấy. Đó là Audio Technica. Thì hôm nay dành tặng cho Đạt một cái tai nghe kiểm âm. Chắc chắn đây là một phần quà mà rất hữu ích cho anh em làm nhạc. Audio Technica M30X phân phối độc quyền bởi SynthStyle nhá. Những món mà mình đang rất là cần luôn. Ok. Và nhà tài trợ cuối cùng đến từ thương hiệu quần áo Bad Habit thì cũng dành tặng một cái phần quà là trị giá 1 triệu đồng, một cái voucher để các bạn có thể mua quần áo cho những người trả lời đúng được câu hỏi đến từ khách mời của chúng ta. Thì Đạt có thể cho khán giả một cái câu hỏi. Đấy. Khó tí. Mọi người có thể đoán được là trong album sắp tới Đạt kết hợp với bao nhiêu nghệ sĩ hay không? Bao nhiêu nghệ sĩ, tức là Đạt đã biết trước rồi. Đúng rồi anh. Ok, thế Sơn xin nhắc lại câu hỏi, đó là trong album của Đạt sắp ra thì Đạt sẽ kết hợp với bao nhiêu nghệ sĩ? Và ngoài cái câu trả lời, các bạn phải cho Sơn một con số mà có 3 chữ số nhá, để mà đó là con số may mắn của các bạn. Nếu rất nhiều người đoán trúng và có con số gần nhất với số may mắn của Sơn thì người đó sẽ chiến thắng một cái voucher trị giá 1 triệu đồng đến từ Bad Habit. Và chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào số tiếp theo. Trái, phải, trái, vắt phải, ok. Là ok, nói không có tên nhưng mà tinh tế. Không mà ta kim bên đây tối. Đi một bên gần bên cho sâu chỉ một lần nào. Chỉ cần lần nào đó được được tập bộ dụng. Hôm nay phải cháy, căng, đét. Tất cả mọi em mất thành cheese. Mình ngồi một người ăn. Nhưng mà có thể là anh cũng biết. Hoặc là có thể là em cũng thích. Nên tất cả mọi điều. Thế sức khỏe hôm nay thì em lại phải ăn hết.